Với tư cách là vợ phó chủ tịch tỉnh, không bao giờ tôi bước chân đến cái nhà này, cho dù cô là vợ hai, là bồ nhí hay là gì gì đi chăng nữa. Nhưng tôi với anh Hinh hoàn toàn trong sáng. Đã khảo đâu mà xưng. Tôi biết hai người trong sáng, nhưng đứa bé trong bụng cô thì không. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là một người vợ, người mà bị cô với ông ấy tặng cho một bộ sừng, chứ không phải tư cách là vợ phó chủ tịch. Chị đã biết rõ mọi chuyện. Đủ để cho cô thân tàn ma dại, và đủ để cho đứa bé trong bụng cô không có cơ hội ra đời. Nhưng với cương vị của mình, tôi chỉ có thể nói, nếu như cậu ấy ra tòa và chịu án phạt tù, thì có thể sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi sức khỏe hồi phục. Tất cả những điều cậu nói tôi đã biết rồi. Thôi, không dám phiền cậu nữa. Nghe thiên hạ đồn thổi là ông bác cậu có dính dáng đến vụ án tham nhũng ở ban quản lý dự án thành phố. Để xem cậu có thực sự phụng công thủ pháp không. Tôi đã giúp ông báo thù cho mẹ, một mình gây dựng sự nghiệp, chờ ông ra tù, đối đãi với ông như một đại ca thực thụ. Ngược lại, ông vẫn coi tôi là thằng điếu đó mặt hạng của ngày xưa. Chưa kể, ông cứ đòi khử thằng Cường, bất chấp liên quan đến số phận của tôi. Thử hỏi liệu tôi có cam tâm để cho ông đe dọa tính mạng và tài sản của tôi như vậy không?